乐透半天，快乐半天，开心顷刻直送，回头便知，随便笑过快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都不缺，全力去做你的完全，人你出发好每一天。À, Lâm Phiên, lấy mình phổ nhĩ đi à. Còn lo thế giới gì đây, dùng bữa trà chiều cũng cực khổ, còn cực hơn đánh trận. Hey, còn phải nói sao anh? Anh coi, ngoài đường chỗ nào cũng sửa đường, đôi dép của em dính bùn đất quá trời nè. Trời ơi, ba còn nói sao ba? Dính toàn bụi không, làm đến đầu đèn đến đó nè. Áo của con bị đầu thuốc lá đốt thủng lỗ, ba xem có lỗ luôn nè. Hèn chi chị hai nói, phải ra nước ngoài để tìm cảm hứng với kịch bản. Đừng có la cái gì nữa. Chúng ta gọi điểm tâm đi. Đặc công điểm tâm Kim Thành An đâu rồi? Nó phụ trách đi lấy điểm tâm mà. Đi đâu mất tiêu rồi? Con đến rồi. Con đi gửi xe ở đâu mà đi lâu vậy? Là gì nè, khu gửi xe hết chỗ đầu xe, còn phải đi hết 4 con đường mới tìm được chỗ gửi xe đó. Lúc nãy con hối hả nên đã chạy rất nhanh, ai ngờ thổi một phát lại bị camera của bên giao thông chụp hình đâu. Vậy bữa ăn này có phải là rất mắc hay không? Hết cách rồi ông mà, ai ngờ chỗ gửi xe hết chỗ con lại muốn nhanh. Ừ, thiệt là ăn bữa ăn ngon biến thành đơn phạt rồi đó. Tùy tiện gọi một chút điểm tâm là được. Một dĩa mì xào được rồi nha. Gọi món đi. Ba đi vệ sinh một chút. Trời ơi đừng mà anh hai cũng à. Cũng tại con đó. Anh hai à, không phải chứ. Hung thủ căng. Thạch Niệu Sa, lần này ông đụng tôi, không phải là tôi đụng ông. Ông đừng ở đây kiếm chuyện đó nghe. Anh ơi, sao vậy? Sao lại kiếm chuyện vậy anh hai? Ba. Cái tên Thạch Niệu Sa, tinh khí ông ta tệ hơn Trị Phú nữa. Hai chúng tụi đánh nhau không biết bao nhiêu lần. Tụi con tránh xa một chút. Tụi con tránh xa đi. Đi xa một chút nguy hiểm. Anh căng anh khờ quá. Lúc nãy rõ ràng tôi bất cẩn mà. Tôi xin lỗi. Ông nói câu xin lỗi tôi. Ông bị đủ tính rồi sao? Từ khi tôi di cư qua Canada, có thể bên kia đất đai rộng, không khí tốt, sống lâu, ở đó con người cũng hài hòa. Có thể ngày trước tôi có gì sai, làm điều gì sai. Hy vọng là anh tha lỗi cho tôi. Tôi có nghe lộn không vậy? Ông kêu tôi tha lỗi cho ông hả? Anh căng à? Tặng chú hai câu. Ấn đường bị đen, cẩn thận. Nè, sao ông lại trù ẻo ba tôi? Phải đó. Tin thì có, không tin sẽ không có. Anh căng, sao chổi vào nhà rồi, bút tin Tây đi. Nếu như anh di cư đến phương Tây, như vậy mới có thể giải hạn, cuối đời mới được tốt. Chứ, dễ đi vậy sao? Ngu công gì núi hả? Thì phải rồi. Rất nhiều chuyện đời cũng không thể đoán trước được đâu. Để bữa nào hẹn anh ra uống trà nói chuyện vậy nghe. Ba mặc kệ đi ba. Phải đó ngoại, ông không phải nói đi vệ sinh sao? Ông đi đi, con giúp ông lấy điểm tâm chưa? Ông là phụ trách của chung cư này, ông thật sự phải đi vấn đề mấy lạnh bị chảy nước đó nha. Ông đã nói rồi, nhưng mà bọn họ nói hoài không chịu nghe. Có lộn không vậy? Để đồ vật lung tung ở bên ngoài. Nói nhiều lần rồi mà cũng như vậy nữa. Đúng là quá đáng thiệt à. Wow, bà Trần à, bà đang làm gì vậy? Sao lại dắt chó ra đây tiểu tiện lung tung bừa bãi vậy? Đừng ông mà, không phải tôi tùy tiện dắt nó đến đây. Tôi đến để trả chai nước tương cho mấy người. Bà Trần à, tôi xin bà. Còn cái chai không thì đừng trả lại chúng tôi. Có mượn có trả, nếu tôi không xài hết chai nước tương của mấy người, cô cũng đâu có được mua chai mới. Chúng ta đừng nói chuyện với người kỳ lạ đó ha. Nè bà nói gì? Bà nói ai là người kỳ lạ hả? Bà đi về ăn phân đi, đúng là không khí chất gì hết. Mấy cái con hút máu người chết tiệt này, cùng nhau ra đây hút hết máu người hay sao hả? Chuyện gì vậy? Sao tối vậy mới làm chứ? Anh có tin tôi khiếu nại anh hay không? Tiếng gì vậy? Trời ơi, quan quá, bao đại nhân à, quan quá. Chuyện gì vậy? Im lặng đi, mọi người ngồi xuống đi, nghe rõ nè. Nghe đây. Ba có tin tốt muốn công bố đây. Chúng ta có thể di dân được rồi. Di dân hả? Anh hai à, có phải là nãy giờ anh ngủ vậy chưa có tỉnh không? Hôm qua sau khi anh nghe xong lời của Thạch Niệu Sa, cứ thấp thỏm không yên, cả đêm không ngủ được.
Ba đang suy nghĩ rằng đột nhiên nhớ đến ông tụi con hình như có để lại một chút đồ để ở cuối giường đó. Ba có để lại đồ sao? Sao em lại không biết vậy? Em cũng không cần biết đâu. Bây giờ nó ở đây nè, khế ước đó. Khế ước? Thì ra ông tụi con những năm 60 lúc chạy thuyền có ở Canada khu trứng ngưu tự mua một căn nhà đó nha. Nè nè nè, con lên trên mạng xem, đúng thiệt là có căn nhà ở đó. Vậy hả? Đưa chú coi. Wow, đúng đó. Tuy là một căn nhà cũ nhưng mà không gian rất rộng nha. Ừ. Ông của tụi con đúng là rất giỏi nha. Bây giờ chúng ta có nhà mới ở, vậy thì có thể di dân được rồi. Tốt quá rồi, nước ngoài không khí lại tốt, cho ở lại lớn, lại không có áp lực cuộc sống. Hey, quan trọng nhất là phải như bé Tư thường hay nói, cả nhà chúng ta đều phải hài hòa khí chất mới tốt được. Nhưng mà chuyện đó trôi qua nhiều năm, giờ căn nhà có ai ở không? Như à, như vậy đi, con với thằng An hai đứa cùng đi với ba xem tình hình như thế nào trước ha. Được. Canada. Ba, chỗ này thật sự rất hẻo lánh. Chúng ta xuống máy bay còn phải ngồi 4 tiếng đồng hồ xe lửa, còn phải ngồi 1 tiếng đồng hồ taxi mới tới nơi. Từ trạm xe lửa, ngồi taxi tới đây lận, tiền xe đến nơi này mới là mắc đó. Nhưng mà ông à, căn chân hạ lầu này có phải là căn nhà của ông hay không vậy? Nhà của ông sao lại biến thành quán ăn? Có nghĩa là bị chiếm dụng rồi đó ông. Tên cũng giống như chủ vậy, thật là đê tiện. Chúng ta vào trong xem đi. Chà, ê. Hả? Ê, có ai không vậy? Ông ơi. Hả? Bên ngoài có treo cái bánh xe, ở đây cũng treo phong thủy hả? Ôi trời ơi, đừng lo những cái đó nữa. Chúng ta đi xem có ai trong nhà không. Có ai không vậy? Có ai xin không? Chào. Ê, mới sáng sớm mà ai ồn ào quá vậy chứ? Ông ơi, biết nói tiếng Quảng Đông đó. Đúng rồi. Cô là bà chủ sao? Đúng đó. Tôi tưởng là... Ê, em họ Cửu. Anh họ? Sao lại xuất hiện ở đây vậy? Nè anh à, anh nói đây là dòng họ nhà họ Hùng đó sao? Tên Hùng Thụ Căn hả? Em là em dâu họ sao? Ê, em không phải di cư đến Morrison rồi sao? Sao em có thể đến đây ở căn nhà của ba anh vậy? Nè, sao lại là căn nhà của ba anh chứ? Cái căn nhà này á là ba chồng tôi để cho anh ấy mà. Khi ông ấy chết đi á, chúng tôi mới từ Morrison trở về đây tiếp quản nơi này. Không phải, ở đây chúng tôi có một tờ khế ước căn nhà, đã nói rõ ông bán lại căn nhà này cho ba của chúng con, có chứng cứ đó. Vậy Cửu biểu thúc với Cửu biểu thím, hai người xem có chứng cứ gì không? Hai người có phải là muốn chiếm dụng căn nhà của chúng tôi hay không vậy? Anh họ, em cũng nói cho rõ, năm đó ba anh chơi bài với ba em, ba anh thua, đem căn nhà này tặng cho ba em. Ba của em thì bố trí căn nhà thành tiệm ăn uống nhỏ để kinh doanh. Nói dối, ba của anh chơi mạt chữ đã gặp qua biết bao nhiêu là đối thủ rồi, sao lại thua ba của em được chứ? Thì đúng đó, không có vật chứng. Tôi có vật chứng. Nè, năm đó mẹ anh ấy trước khi mất có để lại con bài này cho chúng tôi nè. Mẹ nói á, nếu như ngày sau người của họ Hùng có qua đây muốn chiếm lại căn nhà này á, thì cứ đem con bài này ra cho họ xem. Nhìn rõ ràng đi, đằng sau có chữ Hùng Tổ Ảm Hận đó. Nè, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Năm đó ba của cổ nhìn ba của anh và ba của em chơi trận đấu thế kỷ, ba của anh đánh con bài này ra, kết quả bị thua nên tặng căn nhà này cho chúng tôi. Ê trời ơi, thôi hai người bỏ tay ra. Đi về đi nha. Em ăn nói lung tung cái gì vậy chứ? Tùy tiện lấy con bài ra đây nói căn nhà này là của tụi em hả? Chúng tôi là có khế ước đó. Đúng vậy đó, chúng con có thể tìm luật sư. Phải đó. Được đó, nếu như các người có tiền, có thời gian thì cứ tìm luật sư đi. Ở đây vừa tàn vừa cũ lại không làm ăn được. Dù cho các người có thắng kiện đi nữa, tôi cũng sợ mấy người sẽ tổn thất rồi đó. Ông à, ở đây thật sự vừa cũ vừa tệ, hình như lại không làm ăn được. Im đi. Nè, bây giờ không cần biết em nói cái gì, căn nhà này anh nhất định sẽ lấy lại. Còn có thể làm ăn không cũng không liên quan tới hai người ha. Hai em kinh doanh không tốt, nhưng nếu để anh đến kinh doanh, anh nhất định làm cho nó sẽ nổi tiếng lên đó. Ông là ông chủ biết kinh doanh lắm đó. Nếu như anh thật sự lợi hại như vậy thì anh làm cho chúng tôi xem đi. Nếu được thì chúng tôi sẽ trả lại cho các người. Nè nè nè, là chính miệng của em nói đó nghe. Anh họ à. Cái gì? Đầu bếp và nhân viên ở đây đã lâu không được nhận lương rồi đó, nhất định là sẽ không đi làm. Anh tính sao đây?
Trời ơi, công việc đầu bếp là sở trường của anh mà. Anh sẽ thay thế chức vụ đầu bếp. Con làm phục vụ cho. Con cũng làm phục vụ. Sao lại xuất hiện một trình giáo kim vậy anh hai? Lại còn là em họ nữa. Em không nghĩ là hai vợ chồng họ muốn chiếm dụng căn nhà của ba đó. Nhưng mà ba kinh doanh quán ăn, ba làm được không đó? Yên tâm đi, ba chỉ cần cầm cái chảo thôi là đảm bảo quán ăn sẽ nổi tiếng lên liền đó ha. Thôi đi ba ơi, hay là gọi chị hai cùng nhau qua giúp đỡ đi. Đúng đó, em với Phi Phi cũng có thể qua đó giúp anh mà. Ê, không cần đâu. Có hai đứa nhóc này phụ với ba, vậy là được rồi. Vậy tạm biệt ha. Ông nói xong chưa vậy? Con cho ông xem nè. Trên tờ rơi con có viết ông là chủ lý kim cang môn công phu đại sư đó. Vậy có được hay không hả? Lợi hại lắm, rất là oai phong. Đúng vậy đó. Tiếc là ở đây không có máy tính, chỉ có thể viết tay thôi. Đúng đó ông, chép đến tay con cũng bị rút gân luôn rồi nè. Còn viết thì sắp hết mực luôn rồi. Đúng không vậy. Biết họ có muốn viết gì nữa không? Không có. Sao lại có cái còi ở đây vậy? Lâu lắm rồi con không chơi còi, xem ra bọn họ cũng rất thích chơi còi. Con đừng có chơi mà, mau viết xong tờ rơi đi. Thì ra ba người nhà họ Hùng đều là kẻ cờ. Đúng rồi. Ê, mọi thứ trong phòng bếp đã chuẩn bị xong. Đợi hai đứa tụi nó phát xong hết, chúng ta sẽ rất là bận. Chắc chắn sẽ có rất nhiều khách tới đây. Để xem đã. Chúng tôi sống ở đây đã được hơn một năm rồi đó anh ơi. Cái bóng người cũng hiếm gặp nữa. Mới đó đã phát hết tờ rơi rồi hả? Không phải ông ơi, nãy giờ tụi con vẫn chưa phát đâu. Vậy tờ rơi đâu rồi? Bị gió thổi đi hết rồi, muốn lấy lại cũng không lấy được đó ba. Nhưng mà con vừa mới phát hiện được một lễ đâu. Lúc nãy con ở trên đường làm rớt cái bóp tiền, sau đó 2 tiếng con đi nhặt lại, bóp tiền vẫn còn ở đó. Điều này chứng minh ở đây giống là không có người ở. Dù cho là ai có bị mất đồ rớt ở trên đường cũng không có người lấy của chúng ta đâu. Hai đứa tụi con vẫn có thể về đây xem như tụi con may mắn. Sao ông chú có thể nói gì được? Ở đây một người cũng không có, không lẽ ông chú sợ có người cướp đồ? Không phải đâu. Nhưng mà ở đây có rắn đuôi chuông với lại bò cạp, lâu lâu cũng sẽ ra đón tiếp tụi con. Cái gì vậy? Gì vậy? Đem đi vô nhà bếp nấu đồ ăn đi. Biết sợ rồi sao? Hay là mọi người cứ đi về nước đi. Thật là ngại quá, lúc nãy tôi ở bên ngoài trấn lộng được cái này. Chúng tôi rất muốn thưởng thức món ăn Trung Quốc. Hoan nghênh, là hai người sao? Mời ngồi ở đây. Họ nói cái gì vậy? Ông à, cô ấy nói là cô ấy nhặt được tờ rơi ở trấn kế bên lúc bị gió thổi đó. Ở trấn kế bên sao? Ôi trời, lợi hại thiệt à, gió cũng giúp chúng ta. Ê, coi đi, còn gió xem lợi hại cũng lợi hại lắm. Hào à, phần ăn sáng A nha. Được, có liền. Ê, làm xong công việc bây giờ phải giúp anh hai nữa, đúng là mệt chết đi được. Ba làm gì cả ngày cũng không nghe điện thoại, không biết bọn họ thế nào rồi. Điện thoại. Ba đó sao rồi ba? Anh làm có được không vậy anh hai? Đương nhiên là được, con không tin nhìn coi. Được ăn ngon lắm. Đúng là không tệ đó. Đương nhiên rồi, món ăn của bà nấu kia mà là bọn họ ăn đến muốn phát nghiện luôn đó. Nè, bên ngoài còn rất nhiều người đang xếp hàng đó nghe. Anh hai à, hai vợ chồng đó họ có phục anh chưa vậy? Tôi là công phu đại sư. Tôi có thể giúp anh không? Tôi biết nói tiếng Hoa. Tôi biết ở đây có hậu nhân của Kim Cang Môn. Tôi muốn khiêu chiến. Khiêu chiến? Trời, sao kỳ cục vậy? Nè, sao vậy? Sao lại tắt rồi? Chết rồi, cái ông người đen này giống như một con tinh tinh hung dữ. Có khi nào anh hai đánh không lại không? Oh my god, ông à, cái bản của ông ấy ghi rõ Đông Á Mệnh Phu đó ông. Cũng tại con, ở trên tờ rơi lại ghi là công phu đại sư. Người này tên là Thái Thần, anh ta là một tay thủ rất giỏi. Các người nếu sợ thì mau mau dọn dẹp đồ về nước đi. Mà khoan đã, tôi là hậu nhân của Kim Cang Môn, tôi sẽ không bao giờ sợ đâu. Nè, tới đây. Họ vẫn chưa tính tiền mà. Không, hiểu lầm rồi. Chúng tôi hiểu lầm sao? Tôi tới không phải để khiêu chiến với công phu Trung Quốc, là muốn khiêu chiến với các người quốc túy. Con lên mua vé máy bay nhanh nhất cũng là ngày mai buổi tối mới có chỗ. Cái người đen đen nó khỏe như vậy, tối ngày mai mới tới anh hãy nhất định bị trọng thương luôn đó. Kim Thạch An gọi đến nè. Nghe đi. Sao rồi hả Kim Thạch An? Ông ngoại bị gì rồi? Ông ngoại với tên da đen đó đã đấu 44-16 trận rồi, trận chiến rất khốc liệt đó.
Khổ nhất là ba luôn ở thế bị đánh. Hả? Nè, đánh tới vậy rồi sao hai con không giúp đỡ chứ? Cái này cũng có thể giúp sao? Con thật sự không biết, chú chỉ cho con đi. Hả? Đánh bạc chưa? Đúng vậy đó, thì ra tên đó đến chỗ này là muốn khiêu chiến một thứ quốc túy khác. Ê, cái tên thái thần này đã thắng qua rất nhiều đối thủ. Nè, ba của con thua nhiều dáng rồi đó, xem ra ông ấy phải gánh một cục nợ đó. Một lát nữa chúng ta nói sau nha, tạm biệt, tạm biệt. Nè. Dán bắt phong đuôi rồi đó, xem ra ông đã thua rồi. Còn phải treo cái bảng này lên nữa đó. Tên yếu đuối Đông Á. Chưa tới phút cuối cùng, chưa biết ai là tên yếu đuối đó. Người Trung Quốc mấy người á, toàn là lũ yếu đuối. Ê, xong lên. Cái gì? Ê, trong 13 yêu có quy định nha, là có thể lấy đi một con bài, trở thành người chiến thắng đó. Bây giờ ngược lại, là thắng anh tới 2 gián đó. Yeah. Ông ngoại hay quá. Quả nhiên là đại sư. Ba ơi, ba giỏi thiệt đó. Ông bà, tin tức này có thể truyền ra ngoài rồi. Lần này ông quay phong thật quá. Phải, đúng rồi. Lần này hai người tính sao? Anh giỏi thiệt luôn đó. Căn nhà này trả lại cho anh. Bà xã, lên lầu. Ba. Oh my god. Ông bà, ông lấy lại căn rồi. Nhà là chúng ta có thể di dân được rồi. Yeah. Uống nước nhiều quá là mình bận cả buổi tối. Ơi, ơi, không có đâu, đã nghỉ bán rồi, ngày mai mới tới đi ha. Không có, chúng tôi đóng cửa rồi. Nè. Như ơi, Như à. Ê, Như ba, à, xảy ra chuyện gì vậy? Ở dưới nhà có con gấu rất lớn, ba rất sợ không đó. Không phải chứ. Con vào thông báo cho chú họ gì họ. Bảo họ mau đi đi. Đi đi. Chú họ. Ba. Hả? Không thấy ai hết. Không thấy ai hả? Vậy thằng An đâu rồi? Không biết nữa. Ba, bây giờ phòng con đi. Nè nè nè, là con nè. Con đáng sợ không? Cái thằng quỷ kỳ cục này. Cái gì tốt không chơi lại quá trang thành con gấu. Lúc nãy con đi nhà vệ sinh, đi xuống dưới tầng hầm, thấy bộ quá trang này rất dễ thương. Con nghĩ mình là nhà họ Hùng nên mặc nó lên xem thử thế nào. Thật ra con nghĩ rằng ông chú họ, bà dì họ cố ý quá trang thành như vậy đó, chuẩn bị mọi thứ đi mà dọa chúng ta đó. Phòng của họ lại không có người. Rõ ràng là bọn họ. Rõ ràng là do bọn họ không chịu thua. Rõ ràng muốn làm cho chúng ta phải đi. Vậy là ông bọn họ, chúng ta có nên dịch trận không? Không cần đâu. Dù gì chúng ta cũng đã thắng họ, cũng là họ hàng, đừng để trở mặt với nhau nha. Hả? Hay đó. Bà nói đúng cho đó. Cho một like nè, giỏi lắm. Nè ông cẩn thận nóng đó. Được. Sao lâu vậy vẫn chưa thấy hai người họ xuống vậy? Đương nhiên rồi, tối qua họ đi quá trang, chắc chắn là biết mình tệ nên bây giờ không dám xuống đây. Ý ông xem đi, họ lại giải dạng nữa kìa. Ơi trời ơi, thật là chán ghê. Đúng vậy đó. Ông phải ra ngoài nói chuyện với họ. Ông cẩn thận trời lạnh đó nha. Cẩn rồi. Thận đó. Chú họ thím họ, sao hai người từ trên lầu xuống đây? Hai người, sao hai người thay đồ nhanh dữ vậy? Thật không biết hai người đang nói cái gì. Gì chứ, không phải hai ngày nay hai người quá trang thành con gấu để dọa chúng con hay sao? Cái gì? Buổi tối hôm qua chúng tôi ở bên một tầng lầu khác ngủ. Cái bộ đồ con gấu lớn á, là năm trước Halloween tôi mua để tham gia party đó, sau đó bỏ dưới tầng hầm mà. Hả? Vậy con gấu bên ngoài chính là... Nhất định là con gấu ăn thịt người King Kong. Ăn thịt người King Kong. Ở đây vốn là không để ý đến con gấu gì đâu. Tụi con có biết là thiếp tại sao lại gắn bánh xe gần cửa kính không? Thiếp sợ bọn chúng đập nát cửa kính nhà này. Thì ra là cái công dụng này sao? Đúng, cái còi trong ngăn kéo dùng để thổi nó ngang để đuổi con King Kong đi. Con gấu King Kong có phải là đến đây không? Đúng đó. Hả? Chết rồi. Trời, gấu đó. Mọi người nói thật sao? Lần này chết rồi. Ông có sao nữa chứ? Ông ơi trời đó. Ơi, cũng may ba là chưởng môn của Kim Càng Môn đó, nếu không đã bị nó ăn thịt rồi. Nguy hiểm quá. Ở đây thật sự rất nguy hiểm. Hay là chúng ta về Hồng Kông đi. Đi con ba lên lòng dọn hành lý. Ba có bị thương gì không? Ê, nói chung trong nhà bếp gạo xì dầu, nước tương, muối, giấm, trà, nếu bà thích cứ mượn đi, tùy tiện lấy ha. Từ lúc chú từ Canada trở về sao lại tốt vậy? Ê, từ khi lần đó ra nước ngoài,
vẫn luôn cảm thấy trong nhà cái gì cũng tốt hết. Đúng đó ba. Hả? Đi ra nước ngoài tuy là rất rộng rãi và yên tĩnh, tệ nhất là yên tĩnh quá đó. Yên tĩnh đến nỗi bị u tai luôn. Tiếng ồn của Hồng Kông mới là tốt nhất luôn đó. Đương nhiên rồi, dù cho không cần căn nhà của ba ông thì ông vẫn nói vậy. Anh hai à, đừng có nói không nha. Con Thủy ở dưới gầm giường tìm được một bức thư luật sư, thì ra ba chúng ta mua căn nhà chưa tới một năm. Ai, thì ra ông chúng ta mua căn nhà chưa được một năm là đã bán cho Mr. Bean rồi. Cho nên căn nhà đó vốn không thuộc về chúng ta. Có nghĩa là không thuộc về vợ chồng họ. Tại sao họ vẫn có thể tiếp tục ở chứ, lại không có người giải quyết? Em hỏi chị hỏi. Ê, ai? Đừng có nói nữa. Nói chung căn nhà không thuộc về chúng ta không có quản nhiều đâu. Hey, ai tới trễ dữ ai vậy? Hùng thủ căn, ba của anh là một kẻ lừa gạt đó. Đúng vậy đó, thì ra cái người ba đã chết của anh đó, lúc chơi mặt trượt với ba của tôi đã bán căn nhà đó cho Mr. Bean rồi, nhưng mà ông ấy không có nói. Đúng vậy đó, cái tên Mr. Bean, trên người ông ta có rất nhiều tài sản nên không nhớ hết, cho nên giống không có người đến nhận lại căn nhà đó. Thì ra là vậy hả? Mấy người các người mấy ngày nay đến ở chỗ đó làm căn nhà đó nổi tiếng lắm, làm cho hậu nhân của Mr. Bean phải nhớ lại căn nhà, cho nên đến đó lấy lại nhà rồi. Bây giờ các người đã làm chúng tôi cảm thấy không có vui, bây giờ chúng tôi không có nhà ở rồi. Vậy hai người muốn cái gì đây? Anh họ, em với vợ em dự định dọn về Hồng Kông nhờ anh chiếu cố. Tốt quá. Bà Thận, bà thấy đúng lúc đó. Bên ngoài có tên lừa gạt, bà giúp tôi đuổi họ đi đi. Được, còn dễ hơn việc mình nước tương. Một, hai, ba, đi thôi. Bà là ai vậy? Bà là ai? Sao lại ngắt người? Trời ơi, bà xã, không có sao không vậy? Bà đánh, bà đi mà sao?